chào quý vị giả, hiện tại Thiết Cương đang có mặt tại miền quê và đây chính là đất Gò Công. Gò Công Đông là quê của nữ ca sĩ Kiều Tiên và cô ấy sẽ đưa Thiết Cương về đây để quay MV. Đó, phong cảnh hiện tại đẹp quý vị đó, sông nước bao la, ở dưới có một chiếc chẹt nhỏ mà bằng cây. Cảnh rất là đẹp và đằng xa xa thì có những cây cầu bắc qua sông. Đó, cái cầu bắc qua sông mà bây giờ không còn, cũng là cầu khỉ nhưng mà cầu khỉ bây giờ đã đổi thành cầu xi măng rồi quý vị ơi. À, bây giờ Tiết Cương mới vừa xuống và bây giờ đang sáng, chưa có nắng nhiều và bây giờ sẽ vào bên trong để thay đồ, rồi quay những cái đoạn hát nhạc và thu tiếng nữa. Bây giờ Tiết Cương sẽ vào trong thay khẩu trang để làm một anh chàng dân quê. À, sau lưng quý vị thấy đẹp không? Sông nước bao la. Rồi quý vị hãy đợi Tiết Cương quá thân thành anh chàng nhà quê xem như thế nào nhé. Con đường đi vào bên trong nhà của ca sĩ Kiều Tiên. Đó, quý vị thấy đẹp không? Bên là đường nhỏ xíu, bên là sông nước. Đó, đây là đồng ruộng vừa mới gặt xong. Và đây là căn nhà kiểu nhân nhà quê quý vị thấy không? Đó. Có gian trước và bên hông thì mình sẽ có cái hiên nhà. Có trước nhà có hai con chó, nhà cửa và có vàng cung trang rất là đẹp. Đây. Đây. Đặc sản luôn. Đây, phân bò. Bón phân rất là tốt. Đó, giờ nhà quý vị thấy không? Dán hai bên. Ô, xin chào nữ ca sĩ Kiều Tiên. Hello, ô, cô ấy. Ơi. Cô ấy bữa nay lên đồ áo bà ba xinh quá. Ủa, cái này gái thành phố mà sao mà áo bà ba? Gái thành phố nhưng mà về đây yêu anh chàng hai lúa rồi nên à, áo bà ba. Nên mình phải quá thân không? Đó, quý vị thấy không? Nhà có bàn thờ, có hai cửa hai bên, có bạn nước và hai cái tấm ván hai bên, đúng kiểu Nam Bộ xưa quý vị ơi. Anh Cương về dưới quê của Kiều Tiên nè, quá trời fan hâm mộ qua chụp hình luôn. Anh Cương ơi, ra hàng xóm nè, em chụp hình, xin chụp hình tấm nè. Sao biết ảnh ở đây hay vậy? Dạ, ảnh hỗ trợ em quay MV. Tôi là mến mộ lắm á. Trời ơi, có fan luôn. Chụp hình, chụp hình. Qua gặp là vui rồi hả? Rồi, chiều nay chị được lên vlog của anh luôn. Thấy người thiệt rồi đó. Để đi mẹ con đi nghỉ đi. Để đi con nghỉ, không biết mình đâu. Để đó đi nghỉ thôi đi. Đây. Có ngoài hả? Trời ơi, công nhận thiệt. Trời ơi. Nói thôi đừng gờ mó. Trời mó chịu không nổi nha. Nói chuyện đừng đụng chạm da thịt. Đừng đụng chạm vợ người ta nha. Vợ đâu? Vợ đâu? Vợ không đi. Hỏi chuyện thì xã giao này chuyện vợ. Vợ này vợ đi nữa còn không đi. Tiết Cương đã lên đồ rồi, thấy Tiết Cương đẹp trai giống chú hai lúa không? Nặng quá Tiết Cương phải lấy. Đó, lá chuối che cái đầu này là trần minh khố chuối. Đó, và sau lưng Tiết Cương quý vị thấy không? Có hai cô gái xinh đẹp. Đó, đang quạt cảnh từ cũng như là thiếu nữ từ thành phố, xì phố xuống quê thăm quê và sẽ gặp Tiết Cương, chàng trai nông dân đẹp trai vui tính yêu đời dưới này. Có hai hot girl kiểu gì đó, bây giờ không biết hai hot girl đang chờ đợi làm gì đây. Mình sẽ tìm hiểu xem hai cô ấy đang làm gì đây quý vị ơi. Nắng quá đó, mình đi quay mình phải có những vật dụng gì của thiên nhiên mình phải tận dụng vô đó. Hai cô gái sẽ qua cầu. Uống nước đi đường xa nước cái gì ơi. Quăng cái nước xuống. Chết rồi lụm chết luôn.
cái chai bị rớt là phải có, quý vị thấy không? Đó, hiện trường mặt bà ba nó lái vớt cái chai lên để quay tiếp cảnh sau. Đó, chai này mà mất là thua ấy, quý vị thấy không? Đó, hiện trường rất là chuyên nghiệp. Bà ba nón lá, da beo đầy đủ hết. Quá dữ luôn. Đó, đoàn viên của chúng tôi rất là dễ thương. Được, anh thấy cảnh nó dễ thương mà. Cái gì vậy? Trời ơi, đang giữa trưa nắng mà trời đánh tôi vậy trời. Lại đi chơi nước mất tiêu rồi. Trời ơi, hai lúa mà quay vòng vòng không à. Tự ấp đèn qua bên đây. Trời ơi, quay tàu lao chi đế. Quá trời rồi. À, cảm ơn anh Cương hôm nay đã hỗ trợ Kiều Tiên trong cái MV rất là dễ thương. Nói chung rất là nắng nôi, rất là vui. Bởi vì lâu quá không chèo xuồng nên nó nói chèo quay vòng 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 không à. Đó, có cái cô kia đi theo đó. Để có gì hai đứa mình lọt xuống là cổ vớt lên luôn. Có không cô? À, trời ơi, dễ thương. Có vệ sĩ luôn á. Đó. Lỗi, dịnh giùm cô ơi. Vô, dịnh giùm. Rồi, cầm bớt an toàn, cột mũi lên đi. Cột mũi tao. Hello mọi người, tại là Kiều Tiên đang cùng với anh Tích Cương quay MV Yêu Chàng Hai Lúa và ca khúc Duyên Nợ Miền Tây. Anh Hai Lúa nhà mình đang chèo xuồng, nhưng mà Hai Lúa này lâu quá không chèo xuồng cho nên là chèo hơi bị lỗi xíu, quay vòng vòng xíu thôi. Mọi người cùng đón xem cái MV này sẽ dễ thương như thế nào nha. Em làm hả? Đoàn phim đang tới à, buổi trưa ngồi dưới quê mát mẻo gì ơi. Có cây phân diệt nè, cây dừa, cái chuối nữa. Trời nó mát gì đâu mà gió thổi hiu hiu. Đằng xa thì có mấy chú vịt đang bơi lội. Cảnh đồng quê thanh tịnh. Lâu rồi mình mới đi quay một cái cảnh nó kêu bằng nó thơ mộng vậy. Mà gió thổi quá mát mát cái liêu riêu buồn ngủ. Tại từ sáng dậy hơi sớm, 6 giờ dậy hơn rồi nên giờ ngủ quá. Ôi về đây giờ có cái giọng với tôi ngủ quá thôi, sướng nhất thế giới loài người luôn. Nhưng mà chỉ liêu đi thôi chứ giờ đoàn phim tới thì phải làm việc. Tranh thủ chập mắt một xíu nha. Hả? Nhậu. Nhậu hả? Có mồi rồi nè. Hai cô biết nhậu không? Thì em cũng tập tâm thôi. Giờ nghe anh dạy nè, nghe nói dân miền Tây nhậu dữ lắm nha. Cũng thường thôi, tướng tôi nhậu được nhiêu chừng lít rưỡi à. Em giờ mình vô liền đi anh. Đây, qua đây. Chọn ly bự nè. Người ta nói rượu đế mà bả gót ta uống như người ta nói uống trà đá. Hai đứa mình uống giống nhau. 50-100. Hết luôn. Hả? Luôn. Hết luôn hả? Đã quá. Cứ cài xíu rồi, cài quá. Hỏi nhanh là phải không? Trời, hỏi này của tôi hái nào hả? Hái con cái à, trời, hái cái quả thôi. Mày ơi, tôi canh vườn kiểu gì mà hái ổi nào tôi cũng hay luôn á. Vô nữa hả? Nữa. Trời ơi. Ba cái đồ quỷ này. Vô từ từ thôi, vô quá vậy. Vô nữa hả? Vô. 50 thôi nha. Hết luôn. Trời, hết luôn hả? Vô luôn.
ngâm nghe em nói vẻ vẻ ở chơi này tôi cũng bốn chai luôn. Vậy vô nữa đi. Hai cô phải uống hết nha. Hết, nãy giờ hết không? Chứ không phải mình tôi uống đâu. Vô mà vô cùng mà. À, đã đi ra cảnh đồng ruộng bao la mà sẽ quay cảnh thả diều. À, đây là chú diều mập sát và thì cô sẽ cùng thả diều với nữ ca sĩ Kiều Tiên ở đoàn của chúng tôi. Cảm ơn nhiều chú ơi. À, mập gì nhí nhí đoàn chúng tôi rất là năng động. Đó, diều lên rồi kìa, diều lên rồi kìa. Thu lại đi, mập ơi, thu diều lại đi. Bạn mập rất là tăng động cho nên vừa đưa diều thả lên luôn. Chưa hết đã thả diều rồi, mập ơi, từ từ. Bây giờ mình... Hello, mọi người. Bây giờ mình chạy dưới đồng này hả? Dạ, đúng rồi. Quá trời quá đất. Hai hot girl của MV yêu chàng hay lúa. Dạ. Ủa sao luôn không vàng? Thành đèn xanh, thành đèn xanh đèn đỏ. MV Kiều Tiên giới thiệu về MV luôn đi. Sắp tới là sẽ có một cái MV rất là dễ thương luôn. Series hai bài hát yêu chàng hay lúa và viên nợ miền Tây. Thì, đặc biệt là bài viên nợ miền Tây là hát song ca với trên kênh Kiều Tiên Entertainment. Dạ. Sẽ phát vào mấy khi nào? Dạ thì dự kiến sẽ vào là cuối tháng 4 gần 30 tháng 4 phải không? Dạ, đúng rồi. Cố gắng sẽ làm để phát trước lại quý vị ơi. Dạ, dạ. Kính thưa quý vị, đoạn clip thả diều là đã xong một ngày quay của MV Yêu Chàng Hai Lúa và Duyên Nợ Miền Tây của nữ ca sĩ Kiều Tiên và Tiết Cương tham gia với chương trình là ca sĩ khách mời. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi clip. Sẽ gặp lại quý vị tại phát hành clip của nữ ca sĩ Kiều Tiên trên kênh Kiều Tiên Entertainment. Mời quý vị đón xem nha. Bây giờ xin chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại những clip sau. Xin chào.